Đây mình lên hẳn động cơ 210, chạy cực kỳ khỏe, chạy ganti. Con này bên mình gửi đi Aleo nhé. Nói chung là hàng bên mình toàn gửi vào những cái khu vực họ dùng rất là chuyên thôi. Kể cả máy cắt cỏ cũng gửi cho những khu vực dùng rất chuyên. Máy phun thuốc, anh em cứ tìm đi trên thị trường lấy đâu ra những cái bộ 7,5 triệu bao ship mà nó như thế này được. Khi bên mình lên sóng cho anh em theo dõi cái bộ máy phun thuốc trừ sâu Reload 7545D thì rất là nhiều khách hàng liên hệ với điện máy Bình Sơn và chốt. Hôm nay thì bên mình có lên một bộ máy này cho anh trai ở trong Aleo. Nói là lên thì cũng không đúng, bởi vì cái này nó đã là hàng đồng bộ lắp ráp từ nhà máy rồi. Mình cũng sẽ nhắc lại một lần nữa là cái hàng đồng bộ, tính chất ổn định của nó, rồi tính chất thẩm mỹ, cả mọi yếu tố của nó sẽ tối ưu hơn nhiều so với cả hàng mình tự ráp. Ví dụ như cho bên mình một cái khoản tài chính tương đương và để ráp được bộ máy đẹp như thế này thì gần như là không thể. Bởi vì nhá, ví dụ như cái khung này mua ở Việt Nam giá sẽ rất là cao, rồi cái động cơ này nếu mà mình mua rời giá của nó cũng sẽ rất là cao. Chính vì vậy khi mà ở bên nhà máy họ có những cái mạng lưới kết nối với nhau, các nhà máy hỗ trợ với nhau. Ví dụ như nhà máy sản xuất khung là riêng, nhà máy sản xuất động cơ riêng, nhà máy sản xuất đầu áp riêng. Vì vậy họ có thể đưa cho nhau những cái giá rất là tốt và họ có thể lắp ráp thành một bộ máy chất lượng tối ưu và với cái mức giá rất cạnh tranh. Máy 7545 này là bộ máy lắp ráp trực tiếp có tính đồng bộ cao và cực kỳ hiệu quả. Bên mình đã test thử hai vòi, anh em dùng yên tâm luôn. Bạn nào mà phun thuốc sầu riêng thì không phải nghĩ. Con này thì bên mình sẽ chốt cho anh trai ở trong Aleo. Thực tế ra ở trong Tây Nguyên những cái máy này nó gọi là phổ thông luôn, phổ thông hơn ngoài Bắc rất là nhiều và rất nhiều đơn vị bán. Tuy nhiên để có những cái bộ máy chất lượng tốt như thế này thì không phải đơn vị nào cũng có, bởi vì là những cái bộ máy như này giá của nó sẽ cao hơn mặt bằng chung và những cái đơn vị đại lý thì họ rất ngại bán những dòng máy phân khúc giá cao. Chỉ có Bình Sơn chúng tôi thì luôn luôn muốn tối ưu chất lượng và mình sẵn sàng triển khai giới thiệu với khách hàng những cái bộ máy như thế này. Bộ máy này thì là 7,5 triệu, bên mình miễn phí vận chuyển cho các bạn. Thì anh em tính xem, đầu này là đầu Zongseng GB210 7,5 HP, đầu áp này là Reload 645 T30 ti xứ. Riêng cái đầu này đã rơi vào tầm hơn 3,5 triệu rồi. Cộng với cả động cơ này mua rồi anh em mua cũng gần 4 triệu rồi. Ráp vào với nhau đã đâu đó khoảng tầm 7 triệu rồi. Cộng thêm khung giá, cộng thêm dây hút dây hồi, cộng thêm đồ đạc linh tinh nữa, cộng thêm công ráp nữa thì rất khó. Đấy các bạn thấy không, rất khó có thể ra được mức giá 7,5 triệu miễn phí vận chuyển. Và bên mình phải nhập đồng bộ thì mới có những mức giá như này. Và mức giá này quá đẹp, mình thấy là quá đẹp so với hiệu quả của nó mang lại. Mình sẽ test bộ máy này thì cho anh Giai và gửi video này cho anh Giai tiện thì quay luôn để anh em có thể có những cái góc nhìn thêm về cái máy này nhá. 7,5 triệu thật sự luôn. Bây giờ những cái bộ máy mình mà ráp trong nước này rất khó cạnh tranh với những bộ máy như này, tối ưu quá rồi. À, ưu điểm thì mình giới thiệu qua một chút. Cái đầu Reload 645 này thì ti xứ T30 đã được thay những cái khóa này là khóa 1/4 Niken loại dày. Em này thì là bầu áp đúc liền, không sợ xì nước ở phần bầu áp như những cái dòng vặn gen. Có một họng da 34 có thể bơm nước được khi mà vào những cái mùa hanh, nắng nóng rồi là khô hạn không có nước thì anh em sử dụng đầu này nhá. Tháo ra bơm nước thì lưu lượng của nó sẽ là 34 lít trên 1 phút. Áp em này các bạn chạy của tầm 63 cho mình. Khi anh em chạy thì anh em lưu ý máy mới thì các bạn chạy khoảng 30 phút thì các bạn thay nhớt luôn, bởi vì mạt miếc các thứ nó sẽ ra. Còn về phần động cơ như thế, các bạn chạy còn tầm 30 phút các bạn thay luôn hộ mình nhá. Rồi mình sẽ test cho anh em xem khả năng vận hành của nó như thế nào, liệu ổn không. Đây là mình test khoảng tầm 50 m/s nhá. Động cơ này thì quá ok rồi. Nhấc áp lên nhá, xả áp đó. Đừng cho vào tải vội, chúng ta kéo động cơ lên đã. Đóng gió này. Đấy. Anh em mình. Đấy, nghe ganti không? Con này bao các bạn phun hai vòi luôn, các bạn chạy một vòi thì thôi, như chơi như đi chơi luôn. Đây để ganti vào tải thử nhá. Đây các bạn thấy không? Ganti nó cũng được 33 này. Ganti ấy cũng đã được 33 này. Đây anh em nhìn nó, ganti cũng chạy được 33 này. Đây gọi là ganti ấy cũng đã được 33 rồi. Phun thuốc này. Các bạn nhìn thấy phun nó mạnh như này. Máy chạy như không mà. Hỏi chạy như này thì bao giờ nó mới hỏng. Đây mình tăng ga lên một tí cho đỡ rung nhé. Đấy các bạn chỉ để 1/5 ga như này thôi. Đấy bây giờ áp của nó đang là bao nhiêu ạ? Áp đang là khoảng 33 đây, anh em chạy chỉnh lên 43 này. Đấy. Phun 43 như này là ổn rồi. Các bạn chạy như này thì bao giờ nó mới hỏng máy? Có tí tải nữa. Động cơ gần như không tải luôn. Bên mình lên hẳn động cơ 210, chạy cực kỳ khỏe, tiết kiệm. Nó chỉ piston lớn hơn thôi, còn đồ nó dùng chung được luôn với cả 6,5 HP. Đây, còn rửa xe này. Đây anh em thấy không? Chạy ganti
em quay máy cho mọi người xem. Đấy, chạy Ganti chứ có tí áp, à có tí tải nào đâu. Con này bên mình gửi đi A Leo nhá, Tây Nguyên. Nói chung là hàng bên mình toàn gửi vào những cái khu vực họ dùng rất là chuyên thôi. Kể cả máy cắt cỏ cũng gửi cho những khu vực dùng rất chuyên. Rồi là máy phun thuốc. Anh em cứ tìm đi trên thị trường lấy đâu ra những cái bộ 7 triệu rưỡi bao ship mà nó như thế này được. Nhìn hàng nó đã khác biệt rồi. Cảm quan ngay từ cái hình thức thiết kế kiểu dáng nhìn cũng đã rất là chắc chắn rồi. Đồ đạc thay thế sẵn nhé, bên mình bao các bạn luôn, đồ thay thế cực kỳ nhiều. Rồi ok, giờ sẽ còn tắt hộ máy. À đâu, nhìn nước hồi này, các bạn nhìn nước hồi này. Hồi này căng ống luôn, hồi 20 lít. Máy 34 lít hồi 20 lít, chán. Này phun 2 vòi cũng được, thậm chí 3 vòi luôn. Nếu mà anh chị em chạy chỉ 43. Này, này gần như là ấy luôn. Gần như là về hết hồi luôn. Ok, tắt máy. Tả. Đây cần nổi đấy. Anh em thấy ông hồi này. Ganti này, nghe tiếng máy ganti. Thôi tắt rồi. Thôi. Anh em nghe thấy cũng đã thấy cái độ chất của cái máy này rồi. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ bên mình nhé, sẽ tư vấn hỗ trợ các bạn một cách nhanh nhất. Báo lại giá một lần nữa là 7 triệu rưỡi bao gồm dây hút, dây hồi, phun máy như thế này. Còn anh em muốn mua dây da, mua súng thì sẽ tính tiền ngoài nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm, xin chào và hẹn lại.